Em quay năm lại ơi. Trời ơi, lấy cái tay gãy gãy luôn. Trời ơi, ba gãy mà nó mạnh chắc luôn. Ôi, gãy đầu gối luôn. Gãy nhẹ thôi. Đây, 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 đây. Đây, rồi, ngồi dậy ôm ba. Trời ơi, bỏ mắt đó luôn. Rồi. Cười cười kìa. Ôi, bỏ mắt ra nhìn mẹ coi mẹ có quay phim không kìa. Để bỏ lấy mắt liếc liếc kìa. Rồi. Ôi, cái nữa, có chuyện gãi chút chết thương. Ôi. Ôi. Không phải mang đi nhé cũng mà bên đó không có cúng bên đây cũng Ồ, bên đây chúng hả? Có hơi ờ, dở. bên bên là nhớ khác bị hôm bữa có bị ốt vàng Ồ, rồi đó là người rồi. con cứ cạ 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 cụ cụ ông cứ giải giải không bị ốt vàng rồi Ý, ai đang quay phim cho con đó? Hả? Mẹ quay phim cho con. Để mốt con coi lại là sáng bây giờ em đi học giỏi giỏi chứ. Trời ơi. Trời ơi, gãi quá ha. Ôi trời ơi. Cậu chưa thì Hả? nhớ Alexa, turn on window AC. Okay. Này vậy giỏi ta. Hả? Để bạn ra này. Để bạn ra được không? Không giống nhẹo. Sáng này học không giống nhẹo hết á. Set window AC for 74. The AC is set to 74. Gãi đi, lại nó đi trễ nha. Ừ, thêm tí tí nữa gãi nữa. Thì ba đánh răng rửa mặt rồi ngồi ăn cho ba gãi nha. Bây giờ con gãi qua là hết giờ, tí mình không ăn được, tí mình không có thời gian mình ăn đó. Ngoan à, sáng nào cũng vậy hết nha. Con nghĩ từ giờ đi mà gãi cho nha, đi bảo nha nè, thì ra ngoài nó hết hết nó hết hết ngứa mà lấy khăn ướt mà chùi cho đi, gãi đi, đi bảo nè. Ôi giời ôi, gãy cổ quá, làm gì gãy cổ. Ê hư quá rồi anh. Thôi xuống tự tự đi đi nha, đau mẩm luôn đó. tự tự đi 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 nè, đi đi ra bấm nè, đi con một qua đi trước nè. Ryan lì lợm quá nha. Lợm của mẹ quay phim nè. Ôi coi kìa. Ôi, phim lì quá là không được thương đó, nên đi trễ giờ vậy. Nghe còn ăn nữa kìa, lên kè lại lên lên kè bạn nè, đây là đây cái gì cứ lăn tăn giải rồi đi lại lên đi lên trễ giờ. Nè đây bà ẩm cho bạn bè con tới trường sớm hơn con á, thấy không, có mình con là tới trường trễ nhất á, biết không? Cười kìa. Ôi ổng nhẹo nhẹo kìa. Nói sao chồng cậu về nay
hỏi con thì lúc mẹ yêu phải lúc mẹ có gì thuốc sẽ lúc mẹ đi giảm không mà không đau cay dạ trời ơi lúc mẹ là không đau tay luôn rồi ba ba con ba ba học giỏi vậy chuyện á chưa biết kinh đề chưa dạ đi ạ chưa mẹ nhất kinh đề chưa mẹ nhất nhiều ô giỏi nha, thương sao mẹ sợ hết rồi đi, huy tới bạn bạn nè, bạn mang ghế cho nó nằm nằm cho nó nằm ghế sao mẹ, chắc chưa mẹ mẹ ấm thương mẹ ấm giỏi còn mẹ con đi học bác cũng nhớ mẹ ừ, mẹ cũng có cách đi học ba bố con đi học nhớ mẹ thương mẹ ghét thương nhà dạ, dạ. Học giỏi nha ba con à, đây trở về học dạ, đi giỏi bye nay con làm sao? Nay con không có nhà. Nay con bị gì? Con bị tuyết đầu, con không có nhà. Con bị gì mấy hôm nay? Bị tuyết đầu. Con bị gì nữa? Bị đau bụng. Đây bị gì nữa? Con bệnh rồi. Con ho dữ lắm, phải không? Có tội nghiệp con không? Tội nghiệp. Mẹ có đau lòng không? Có. Mẹ thức sáng đêm lo cho con đúng không? Ừ. Mẹ con có thương mẹ không? Thương. Phải nghe lời mẹ nghe chưa? Ừ. Ừ, giỏi. Mẹ có thương ngươi rất nhiều, nhất kinh tệ không? Có. Học xong, chung cũng thương mẹ nhớ. Ừ. Cũng thương mẹ rất nhiều đó. Tại mẹ đẻ con ra mà đúng không? Ừ. Mẹ đẻ có đau không? Đau. Mẹ có cực khổ không? Cực sao? Cực với con cần. Ừ. Mẹ đi làm gì? Đi làm kiếm nuôi cơm. Ồ, giỏi quá. Chưa nhiều hơn lúc mẹ. Cũng chưa nhiều hơn. Giỏi quá. Sáng nó đi học cũng thương mẹ. Chào mẹ hết nè. Ừ. Ba con đi học giỏi nha. Ngày mai mình được đi coi cá bông nha. Ừ. Dạ. Ngày mai không có đi chơi sắp bông. Ngày mai không có đi chơi sắp bông. Có mà, mai có pháo bông mà. Mai lễ mà. Ngày mai đi ai yên cấm không có đi sắp bông. Có pháo bông con. Không cái cậy là thôi đi học đi chả dạ. Thương quá. Ôi mẹ đã con nhà con ôi mẹ đã khách hay cái mặt mẹ dạ đi học đi trễ về đây giỏi đi thương đây con trai thương quá à. Đi học đi làm đi ôm mẹ đã làm đây nữa ôm nữa trễ về đó. Đây ba đợi kìa đây ngoan ba con thấy cậu thân chưa? Bye con. Đi lại bye bye. Ryan. 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 Ryan.